Cái này còn còn xài được không, để đây. Cái này để máy chính bản lên đây coi cái này hư rồi. Kiểu như dựa lên phải không? Để máy cái bản dựa lên coi. Dạ. Chứ mình để cái máy này cho nó ra chút. Dạ. Ra để cho mình coi máy di chính. Dạ dạ. Rồi, cái này hư rồi mà. Để máy bản bự đó nè. Dạ. Để đây nè. Dạ. Ủa, ông lúc đó ông trong về đây hồi năm nào? Dạ. Về đây hồi năm nào? 2019. 2019 hả? Ủa vậy là mới về đây hả? Mới năm ngoái à. Dạ. Ăn hai cái Tết rồi, cái Tết này là hai cái Tết đó. Dạ. Ủa vậy là ông ở trên Sài Gòn về đây luôn? Ở Sài Gòn về, ở Trương Hưng. Tình Vàng Trương Hưng đó. Dạ. Tình Vàng Trương Hưng mới đưa vô đây. Dạ. Ông biết Tình Vàng Trương Hưng không? Dạ biết. Chứ người thường vô đây đâu có được, khó vô lắm. Dạ. Ở không ăn không rồi. Từ khi khách lại như ông đó, tôi cho tiền xài. Dạ. Ông có 100, người khác còn 100 rồi, 200-300 rồi. Dạ. Thì sáng ông ăn gì rồi? Bánh hả? Này mới mua. Vậy đó ăn gì đó hả? Là mình đi ra ngoài mình mua được luôn. Dạ. Đi ngoài, tự ra ngoài mua. Mà ra ngoài khó lắm, đi lén. Lén không cho đi. Người ta phát hiện rồi sao? Hả? Người ta phát hiện rồi sao? Phát hiện thì cũng ra rầy vậy thôi chứ không có gì. Dạ. Ở đây không cho ra ngoài. Dạ. Ông có nhớ là ông ba đây là tới hồi trước là 7 anh chị em lên hả? Cái này nãy mới đi mua nè. Dạ. Không ăn gì chưa? Đúng ra ngoài mua đó. Ủa ông ba, hồi trước ông là tới 7 anh chị em lận hả? À, ông là thứ ba. Rồi còn người thứ hai đâu? Ở Sài Gòn á. Sài Gòn hả? Thứ hai, thứ ba. Thứ ba, tôi thứ ba. Dạ. Tư là cô Tư hả? Tới thứ tám rồi. Thứ tám luôn. Cháu bà hả? Dạ. Vừa nãy tôi ra ngoài ngồi ra được cái máy tính bảng tôi cất rồi. Không cho đi đây thì chị mất. Dạ. Ủa rồi Minh Tùng nó có xuống có thăm ông ba không? Có. Có hả? Dạ. Trương Hưng người buôn hôm trước xuống thăm cho 200 nữa. Dạ. Yeah. Rồi ông hai có về thăm ông không? Ông hai có về thăm ông không? Ông hai ổng không có về mà người thứ năm về. À cậu năm về. Người thứ năm về. Thứ năm về. Mà cái người thứ hai không có về. Dạ, rồi mấy nhỏ. Mấy con ổng có về không? Không, không ai về luôn á. Dạ hả? Mình người thứ hai là tên Lê Tùng Vân phải không? Đúng rồi. Dạ. Sao không biết? Dạ con cũng ra con ở đây con quen biết mà không có hỏi ông rồi đó. Lê Tùng Vân. Dạ. Chứ Lê Khánh Vân. Lê Tùng Vân, Lê Khánh Vân. Còn Lê Thị Thu Vân. Dạ. Tên Vân rồi, ông đặt tên May không à. Dân may à. Dạ. Lê Thị Thu Vân, thứ tư rồi còn cậu năm là Lê Bạch Vân ha. Lê Bạch Sơn Vân. Bạch Sơn Vân. Mà gọi chắc là Bạch Vân. Dạ. À, rồi Lê Bạch Sơn Vân. Dạ. Ủa mà sao con thang nghe mấy đứa nhỏ là con ông Lê Tùng Vân mà ông nói không phải con ông mà. Con ông nhưng mà cười kêu bằng ông nội mà. Ông nội không à? Chứ không có kêu bằng ba. Dạ. Con ông giờ hôm nay cũng mười mấy 20 tuổi rồi. Dạ. Đây con có hình này chắc ông nhớ không? Cái này phải con ông không? Chụp cái hình nữa. Dạ. Ông có điện thoại riêng luôn hả? Đẹp đẹp quá. Ồ, chụp hình luôn. Đây nè, con đây nè. Nè. Dạ. Chụp vô nè. Dạ. Con này. Này phải con ổng không? Con ổng đó. Dạ. Trời cũng ra. Nó kêu ổng nổi mà. Kêu ổng nổi mà. Dạ. Chứ không mất được mà. Dạ. Rồi. Rồi vợ ổng có ở chung với ổng không? Cái này không phải vợ không? Không có. Vợ không nè. Bà này là bà gì không? Vợ ổng á. Bà này là bà Thủy hả? Để bà Thủy à. Vợ ổng á. Mà ổng là đệ tử không à? Kêu đệ tử. Vợ thì kêu bằng sư phụ. Mà con thì kêu ông nội. Con ông nội. Dạ. Mày thằng này mấy con ổng không bà? Chụp đua cái này nè. Đây đây. Này là chắc vợ nè phải không? Ờ vợ hai người này vợ ông nè. Dạ. Ủa? Rồi còn bà này? Ba mẹ hai này đi đệ tử. Đệ tử. Mà cái người này cũng gọi là đệ tử nữa chứ không gọi là vợ nữa. Dạ. Vợ mà lại gọi là đệ tử.
Ủa vậy sao không hỏi con nghe ông nói là ông mở gì vậy? Trại dưỡng lão gì mà sao ông không ở trại mà ông đi đây? Ông mở trại dưỡng lão phải không? Ừ. Dạ. Ông Lê Tùng Vân á. Ông Lê Tùng Vân ông ở chùa. Chùa. Dạ. Ông cường ông bà tỷ vậy đó. Dạ. Thì sao không ở trại với ông? Anh em đâu có hợp nhau. Không hợp à? Ông bà tỷ mà ông xin 10.000 ghi cái ông cho nữa. Ừ. Ông coi 100 cháu chưa chắc cũng coi 10.000 nữa. Ờ coi. Kỳ vậy đó, ông già quá mà, sao kỳ vậy? Con nghe nói là ông mở ra. Ông còn cầm 100 đưa tôi cho 10.000 chưa chắc ông của ông Năm nè, mấy cái bản của ông Năm cũng cho tôi. Dạ, vậy là ông Năm đem về cho ông? Rồi, ông đem về cho. Dạ. Còn cái này ở trển tôi đem về. Mấy bự nè. Dạ. Mà lúc mới đem về thì còn xài được. Dạ. Bây giờ nó hư rồi. Dạ, lâu quá hư rồi. Bây giờ cái này mình làm rồi cái đỡ thôi. Cái điểm tựa. Dạ, giống như để đỡ nè. Để lên vậy nè. Để mấy cái bản này nè. Dạ. Vậy là hôm đó Minh Tùng đám cưới là ông còn ở trển? Ai? Minh Tùng á. Tôi còn trển. Dạ. Rồi ông có đi đám cưới nó không? Xưa rồi. Xưa. Dạ lâu rồi nó cưới. Mười mấy năm rồi mà. Con thằng cặp Viên Tùng là Quang á. Dạ. Quang chết rồi. Chết rồi. Dạ. Minh Quang á. Lê Thanh Minh Quang. Dạ. Lê Thanh Minh Tùng. Dạ. Quang nó chết rồi. Dạ. Ủa ông biết Lê Thanh Minh Tú không? Hả? Lê Thanh Minh Tú á. Ở chung với ổng á. Ở chung trống luôn. Ở chung ổng luôn. Dạ, vậy là Lê Thanh Minh Tùng, Lê Thanh Minh Quang, Lê Thanh Minh Tú. Tú lượm. Lượm. Dạ. Ra bỏ gần đống rác gần cái cầu á, mà người ta lén, người ta nhìn thấy ổng mới đỡ chứ đâu qua được không. Dạ. Ông nhận ra vô ông ngồi đây nè, đống rác kế bên đó đỡ thằng ông thấy ông đem gì nuôi. Dạ. Chứ không phải là không người ta bỏ. Dạ. Ủa rồi vậy Tùng, Lê Thanh Minh Tùng là nó ở đâu? Bình Nhiên Đồ Vũ. Bệnh viện Từ Vũ. Xin bệnh viện Từ Vũ. Ủa vậy là xin bệnh viện Từ Vũ về đó hả? Ừ. Chứ không phải là đem lại ta cho không? Không. Dạ. Bệnh viện Từ Vũ ông vô bệnh viện Từ Vũ mấy người mà đàn bà đẻ. Dạ. Mà chắc có không nuôi được á. Dạ dạ. Cho. Dạ. Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên là sao? Hả? Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên là cũng có ổng á. Cái đó mấy con ổng. Cái đó là mấy con rồi, còn hai kia là. Ừ. Không phải. Ủa vậy sao ông kêu ai cũng là cháu nội hết trơn á, kêu bọn thầy ông nội gì không à? Dạ. Dạ. Ông ăn đi. Ăn đi thôi. Này, chưa. Chưa hả? Chưa bánh chút xíu kìa. Ông ăn gì không? Gì không? Ăn hủ tiếu gì không? Con mua cho. Ừ, ăn no rồi. No hả? Sáng ăn tô mì đi. À ở đây đó hả? Dạ. Ở đây mỗi sáng là một tô mì hoặc là tô cháo hoặc là tô bún chứ. Theo thực đơn mỗi ngày á. Dạ dạ, theo thực đơn. Rồi cái cô mà cô áo đỏ chăm sóc ông không ra còn có gặp nó không? Có bên ngoài nè. Bên đây à? Bà đúng á. Dạ. Đừng có kêu người ta bằng bà nữa. Má. Kêu bằng con đi. Ủa không kêu bằng má. Kêu bằng má. Phải không? Kêu bằng con. Kêu hay gì? Dạ bà không có gặp mà. Đang ngại lắm. Dạ. Thọ. Chọc lắm không? Ông chọc lắm không? rồi Hoàng Nguyên Nhất Nguyên rồi nó không có về luôn, không có về thăm ông luôn. Không có về đây. Dạ. Rồi lúc rảnh, lúc mà ông ở Sài Gòn là ông có ở chung trong đó không? Chung trong Thánh Đức không? Chung. Ở chung Thánh Đức luôn. Thằng Minh Tùng nó ở riêng, nó có gia đình về bên vợ ở. À, tức là Minh Tùng nó không ở trong Thánh Đức đó. Ủa vậy sao ở trển là trại dưỡng lão mà cô không ở với anh em mà sao về đây? Ở trển bởi vì ở trển á là người ta trển người ta tính đưa tôi vô dưỡng lão nhưng mà tôi không để người ta đưa tôi tự tìm tôi vô. Dạ. Ta đưa rồi hết cửa rồi. Dạ. Để ra tôi không cần vô trển. Dạ. Đi về đây đi vô. Dạ. Tức là người ta muốn đưa mình đi. Ừ, muốn đưa mình đi á. Dạ. Biết ý là. Dạ biết ý là mình tự đi. Dạ. Tự tìm mình đi. Dạ. Ủa rồi cái nhà mà của ông cụ hồi xưa ấy, của gia đình á, ở đây là bán hết hả ông? Dạ, nó là ngân hàng. Dạ. À, giờ làm ngân hàng rồi đó. Bây giờ người ta làm ngân hàng. Dạ. Lúc đó là bán hết rồi phải không? Ừ. Lúc đó là bà mười mất mình mới bán hay là bán trước khi bà mười còn sống không?
Hả? Lúc đó bà Mười còn sống là bán cái đó hay là... Còn sống, bà mới ký tên bán được. Dạ. Mà phải có sự đồng ý của tôi. Dạ. Như của mấy anh em. Của mấy anh em ký hết. Dạ. Chứ bà lúc đó bà đâu còn tỉnh táo để bà ký tên nữa. Dạ, dạ. Nên người ta đâu có mua của bà. Dạ. Bà chỉ ký tên thôi. Rồi còn cái người đồng ý là các con. Dạ, dạ. Rồi bán xong rồi có cho ông không? Không. Thần tôi là 10 cây vàng đó. Mà người ta lấy hết trơn. Tôi muốn vô diễn lão. Thần tôi một chia ra mỗi người là 1 cây vàng đó. Tức là bán là chia ra. Nhưng mà người ta đã lấy hết. Ta không biết không? Bởi vì tôi người ta biết tôi còn cánh đựng nít. Rồi vô gái má. Ai lấy của ông? Sợi ra ra ra. Sợi tôi ra đường. Đây vô lấy tiếng má. Rồi dùng lũ má. Mấy đứa con 10 cái vàng đi. Con cái máy 10 cái vàng đi. Ra được cái đường 10 cái vàng ra sao. Mà nghĩ là má tôi là đẹp quá à. Đẹp không à, đẹp mới là má. Dù đi ra được con cho má 10 cái vàng đi. Ra sợ vậy thì đẹp không có giống đường tôi. Dạ. Là ông năm nay là nhiêu tuổi rồi? Đừng có hỏi. Đừng có hỏi hả? Mới có hỏi được. Chưa hết má. Mà con biết rồi đó. Con biết rồi đó. Nay mới 7 tuổi phải không? Hả? 7 tuổi hay 8 tuổi? Dạ, mới 15 tuổi không? Cái tôi đang nghe cái tuổi sinh năm sinh với số tuổi là khác phải không? Cái tuổi cước lên nữa. Dạ. Mà cái tuổi năm sinh là tôi không dám nói nữa. Bởi vì sao cái tuổi năm sinh nó cũng 6-70 rồi. Đã bằng đồng xanh 4 tuổi đồng giấy là 80. Tuổi đồng giấy là 80. Dạ. Tuổi năm xanh là 70. Thì nói tuổi năm xanh cũng 70 cũng quá lớn rồi. Dạ. Nghe tôi đâu có cho ai biết cái tuổi đó. Bây giờ tôi không nói được. Tôi nói 33 tuổi. Không tôi nói. Dạ. Tôi sinh năm 40. Dạ. Mà đồng giấy cước lên là 50. Dạ. À, dữ vậy đó hả? Mà 40 rồi không dám nói. Mùa sau cũng là 40 cũng là 70 rồi chứ đâu có nói hết gì. Dạ. Kể tuổi già người ta còn nể chứ có gì đâu không? Rồi đi ra này mua thôi chứ cũng đâu có đi đâu chơi thấy không? Không cho đi. À, ta đâu có cho đi. Chứ tôi đi chơi Sài Gòn à. Dạ. Chẳng những đi mà còn chạy không ra được nữa. Dạ. Tôi có bằng lái nữa. Dạ, có bằng lái luôn. Ừ. Dạ. Trước khi vô đây là tôi từng chạy không ra từ Sài Gòn đi tới Long An. Dạ. Rồi từ Sài Gòn đi tới Bình Dương nữa. Dạ. Chứ mạnh lắm. Rồi đâu có còn làm thơ làm gì nữa hả? Còn luôn. Thơ đúng không? Dạ, à, ngon quá. Hồi xưa là ông là làm thơ rồi đánh nhạc rồi hả? Ừ. Dạ. Rồi dạy học nữa chứ? Có dạy học nữa. Dạ. Thì xong ở đây cái bắt đầu bán nhà dưới này là mới kéo Sài Gòn về Sài Gòn ở. Là ở đây chỉ có mấy liên khúc đây mới lâu tôi ở lại thôi. Chứ tôi ra ngoài thì tôi đâu có thiếu phương tiện sống đâu. Dạ, dạ. Gia đình tôi có. Dạ. Anh em mới có đầy đủ. Dạ. Chứ mình đi là lưu luyến rồi. Lưu luyến mà cút phải không? Mấy ông này ở đây, ông ra đường ông đâu có nương tựa. Dạ. Tôi cũng có gia đình. Dạ. Ra đường là tôi chạy không ra bình tĩnh. Dạ. Có bằng lái rồi mà. Dạ. Bằng lái của tôi vô thời hạn. Tôi nuôi mới mua cái gì nè. Dạ. Cái này thì để đây hút, cái này đem ra ngoài trước hút. À, hai cái luôn ha. Hai cái mới mua. Dạ. Là con nghe là ông Lê Tùng Vân là ông sáng lập cái đạo gì đó phải không ông? Có, ông sáng lập cái đạo mà đệ tử ông toàn là người giàu mà. Giàu mấy triệu hả? Giàu mới có tiền cung cấp cho ổng. Bây giờ ổng tới bằng tỷ rồi. Dạ. Ở nước ngoài đã gửi về. Dạ. Ủa? Chứ ông phải đạo Bửu Sơn Kỳ Hương hay đạo Phật gì hả ông? Ổng bá đạo. Bá đạo. Bá đạo luôn. Bá đạo.
đạo Thiên Chúa mà vô là muốn cũng chấp nhận nữa. Dạ, đạo Thiên Chúa mà quy y cũng chấp nhận luôn. Cũng không có tiền. Dạ, phải là bả đạo. Dạ, tôi đâu có tiền. Dạ. Em cũng mà không có tiền mà còn khi dễ. Dạ, bởi vậy. Đạo là phải giàu mới chịu ha. Ừ. Mà ông đâu có tiền không có mà ông đâu có chia ra anh em gì đâu. Dạ. Thôi vậy con ghé thăm ông chút xíu rồi ông nghỉ ngơi đi. Rồi con đi. Cảm ơn có đường trăm nha. Dạ, hôm nào con ghé nữa. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Đi rồi con ghé ông. Chụp hình ông được không? Dạ được.